Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc T-shirt và cũng khá là bất ngờ khi trong cái lô mới này mình có khoảng 5-6 chiếc T-shirt thì được sử dụng cái bộ hộp mới của hãng, hãng mới phát hành. Thì các bạn đã quá quen thuộc với cái hộp cũ của hãng rồi. Tuy nhiên là trên cái hộp mới này thì hãng đã sử dụng tất cả những cái vật liệu là vật liệu tái chế để cho thân thiện với môi trường. Đầu tiên ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái bọc ngoài để tránh khi mà trong những vận chuyển làm bẩn cái hộp. Thì ở phía ngoài này thì các bạn sẽ thấy ngay tất cả những cái logo của T-shirt qua các thời kỳ. Đây, từ năm 1880 thì logo T-shirt này. Đó, các bạn có thể hiểu thêm một chút về sản phẩm của T-shirt. Đấy, và đến hiện tại là cái logo hiện tại đã được sử dụng từ năm 1999 rồi. Đó. Đây là cái vỏ ngoài. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái hộp dạng dọc đứng các bạn nhé. Ở trên này chúng ta sẽ có logo chữ T của T-shirt và đây là cái biểu tượng của Swiss của nước Thụy Sĩ ở trên lá cờ của họ. Mình sẽ mở ra như này. Đó. Và cái hộp này thì mình thấy nó hợp lý với cái vấn đề trưng bày hơn. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có hình ảnh nhà máy của T-shirt cũng như là các cái dãy núi này. Đó, đây chúng ta một này, hai này, ba này, các bạn thấy cái nhà máy của T-shirt từ trước cho đến bây giờ thay đổi và nó phát triển dần. Đó, thì được họ làm khá là hay. Đó, phía bên này của chúng ta thì sẽ là chiếc T-shirt Camin Destroyed GMT mà bên mình mới về. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái QR code để chúng ta có thể truy cập vào cái website của T-shirt luôn. Chiếc T-shirt Camin Destroyed GMT này thì được làm khá đẹp và nó sử dụng bộ máy Powermatic 80 Hi-Tech. Đây. Mẫu này là mẫu mới về các bạn nhé. Và mình sẽ cùng chỉnh giờ để cho nó các bạn dễ xem hơn. Chiếc này thì có thêm tính năng GMT 24 giờ cho nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm một cái kim với cái đầu mũi tên đỏ để chỉ múi giờ thứ hai hoặc các bạn có thể set nó là giờ sáng tối. Mẫu này thì sẽ có mã là T0994293603800. Đó. Và chiếc này thì sử dụng thân thép không gỉ, sau đó được mạ PVD màu rose gold. Mặt dial của chúng ta thì được làm rất là đẹp với hai lòng, lòng trong của chúng ta là vân chảy tia sunburst và lòng ngoài của chúng ta là những cái đường dập nổi Gilox rất là đẹp. Bộ kim cọc vẫn đặc trưng của dòng Camin Destroyed với cái bộ cọc số của nó là sự kết hợp giữa cọc vạch và cọc la mã. Tại 4 vị trí là 3, 6, 9, 12 là cọc la mã, còn 8 vị trí còn lại của chúng ta là cọc vạch. Bộ kim của chúng ta thì được làm theo dạng lưỡi kiếm và dài thẳng. Kim dây mảnh. Và các bạn ở đây các bạn sẽ có thêm cái kim GMT. Đó. Các bạn sẽ có thêm cái kim GMT ở đây. Và kim GMT của chúng ta thì nó sẽ có một cái mũi tên đỏ ở đầu. Để chỉnh GMT thì rất là dễ thôi, các bạn vào nấc 1 này thì chúng ta sẽ chỉnh là tiến lên và nó sẽ nhảy 1 tiếng 1 các bạn nhé. Thì ví dụ như ở đây nó đang là khoảng tầm 9 giờ sáng thì mình sẽ để ở đây khoảng 9 giờ sáng này. Đó, thì nó sẽ là vừa. Khi mình quay cái này qua 10 giờ sáng này thì nó sẽ là 10 giờ. Đó. Thì như vậy thì mình đang để là cái giờ sáng tối. Còn nếu như các bạn muốn set cái kim này là một múi giờ thứ hai thì các bạn chỉnh cái kim này trước và sau đó chúng ta sẽ chỉnh hai kim chính của chúng ta về giờ ở Việt Nam là ok. Hai lòng này thì được ngăn cách bởi một cái vòng mà vòng này là vòng chia 60 phút. Ở phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có đó là vòng chia 24 giờ để tính theo cái kim này của chúng ta. Chiếc này thì sử dụng bộ máy Powermatic 80 và nó sẽ có 80 giờ tích cóp, 21.600 tần số động và 25 chân kính. Số chân kính tăng lên là do có thêm cái chức năng GMT cho nên là nó sẽ mất thêm một chục nữa. Các bạn có thể thấy độ hoàn thiện của dòng Camin Destroyed này rất là đẹp cho nên là không khó hiểu tại sao mà chiếc này thì có giá hãng lên đến khoảng 28 triệu 500. Đó. Tuy nhiên giá bên mình thì săn sale rất là rẻ. Kính của nó là kính sapphire và nó hơi cong nhẹ một chút các bạn nhé. Và với kính sapphire này thì nó cũng có cái lớp phủ chống lóa trong cho nên chúng ta sẽ nhìn 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 đồng hồ rất là đẹp. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ có bộ máy Powermatic 80 của chúng ta với 25 chân kính, 21.600 tần số động và 80 giờ tích cóp. Đó. Đây các bạn sẽ thấy những thông tin như là thân thép không gỉ, kính sapphire và chống nước là 53. Cùng với đó là những cái mã khác như serial number và đầu mã sản phẩm và logo T-shirt ở đây. Đi kèm với nó là một sợi dây da
B dập vân cá sấu và nó khá là cứng vì đây là dây da bê công nghiệp thôi. Thì với cái anh em có thể là lựa chọn là làm thêm một dây handmade cá sấu, đi kèm với nó là một cái khóa gập đặc trưng của T-Shop với cái màu rose gold giống phần thân. Mẫu này thì có size là 42 mm và nó phù hợp với anh em nào tay khoảng 16.5 trở lên thì chúng ta đeo sẽ là vừa mẫu này, còn anh em tay 17, 18 thì càng đẹp các bạn nhé. Đó, chiếc này không dành cho anh em nào tay nhỏ như kiểu 15 đến 15.5 cm. Chiếc T-Shop Camin Dolores GMT này thì bên mình đang giao lưu và bán với mức giá là 16.990.000. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc T-Shop này thì có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.